Xin chào tất cả các em đã đến với kênh bé Úc Chibi. Đầu tiên chị xin rất là xin lỗi các em luôn, vì mấy ngày nay là nhà chị có việc cho nên là video thì ra chậm, điện thoại thì ít nghe. Lại xin lỗi các em nữa, rất là ngại luôn. Chị đang tìm người để phụ việc, thì hy vọng rằng sắp tới thì công việc nó sẽ thuận lợi hơn, để phục vụ các em được tốt hơn nha. Còn bây giờ thì chị xin được phép công bố mini game của cái video ngày trước, cái ngày mà chị còn nợ mấy em á, xem ai sẽ là người có duyên với chị nhất nha. Tên tên. Và đây là trong cái video vừa rồi ha, trong cái video mà gần nhất á, thì bạn Hà Thu Hoàng đã là người trúng mini game. Bạn đã vừa nhắn 3 phút trước là chị xuất hiện thì là bạn đó là người cuối cùng ha, và chị đã nhắn tin là chúc mừng Hà Thu Hoàng là người trúng mini game. Bạn Gray Thập nè, các em dòm nè. Bạn này á là cũng cùng phút luôn, nhưng có lẽ là nó cách nhau chừng mấy giây thôi. Nhưng mà Hà Thu Hoàng đến trước, xong rồi tới bạn này. Đó, xong rồi thì tới bạn này. Đó, xong rồi tới bạn này là 11 phút nha. Bạn này thì 11 phút. Rồi tới là người đây. Rồi tới người này là 40, tới An Ngọc là 48 phút ha. Đó, thì nó ở người gần nhất là Hà Thu Hoàng. Chị xin chúc mừng Hà Thu Hoàng đã là người may mắn, coi như là cái duyên của hai chị em mình ở trong video này là cái duyên gặp nhau nha. Cho nên là chị xin gửi tặng cho Hà Thu Hoàng một cái wishy nha, theo cái số điện thoại này luôn. Và hình như Hà Thu Hoàng có trúng minigame rồi á, thì để chị xem lại lấy địa chỉ cũ để tặng quà cho em luôn nha. Còn bây giờ thì đây là đơn hàng của ngày thứ bảy nè, chị còn nợ lại nè, hôm chủ nhật chị chưa quay và ngày hôm nay thì chị cũng quay hơi bị trễ, thì mong các em thông cảm. Và nhiệm vụ của chị là sẽ quay hết nhiêu đây. Bây giờ chúng ta bắt đầu bốc thăm xem đơn hàng nào may mắn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bốc thăm nha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Một, trời ơi, sao mà lâu vậy nè. Hồi hộp quá, rớt hai cái luôn, quyết định bỏ một cái đại ha, còn một cái. Xin chúc mừng đơn hàng Lê Thị Bích Trâm. Đó, xin chúc mừng, đâu rồi? Xin chúc mừng đơn hàng Lê Thị Bích Trâm là đơn hàng may mắn ngày hôm nay. Và một wishy chị xin gửi tặng cho đơn hàng Lê Thị Bích Trâm nha. Còn đây cũng là một cái wishy chị sẽ gửi tặng cho thành viên nào của kênh mà sẽ là người vô tình gặp được chị trong một cái dịp nào đó mà chị vừa xuất hiện trên YouTube để tìm người trúng mini game ha. Chúc các em sẽ là người may mắn và có duyên với chị nha. Các em bình luận tên của các ca sĩ nổi tiếng kèm theo số điện thoại của mình nha. Tên của các ca sĩ nổi tiếng kèm theo số điện thoại của mình. Đó, nếu như ai là người gần nhất thì sẽ là người chiến thắng nha. Ai là người sau cùng chứ, ai là người bình luận sau cùng và nhà vô tình chị gặp thì là người đó sẽ là người chiến thắng. Và đơn hàng đầu tiên là của Lê Thị Trúc Anh, 173.000. Đầu tiên là bịch Borat 5.000, bịch hồ có chữ hờ nè 10.000 và bịch kim tuyến 5.000 đồng. Tiếp theo thì là 6 cái đất sét Nhật nè, mỗi một cái là một màu ha, và là 5.000 đồng một bịch nha mấy em. Tiếp theo là hai chai hương lớn, đó là hương dứa và hương sữa, mỗi chai là 10.000 đồng. Hương dứa và hương dâu mỗi chai 10.000. Hai chai hương nhỏ là hương sữa, mỗi chai 5.000 đồng nha. Wow, có 5 cái màu, mỗi màu có 2.000 đồng thôi. Rồi đến là hai hũ keo sữa, mỗi hũ 15.000. Bịch nhũ màu xanh 20.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Tư, 145.000 đồng, gồm có là bộ kit làm lam 50.000 đồng, làm thú 5.000, bịch móng tay, hộp móng tay 7.000 đồng. Wow, có hình kẹo nè. Và một hộp nhẫn nhựa 25.000 đồng. Đây có rất là nhiều chiếc nhẫn dễ thương nha. Mỗi chiếc bán lẻ như vậy là 2.000 đồng, nhưng mà do bây giờ là hộp này hộp cuối cho nên chị tặng bạn này luôn cái hộp ha. Đó, mua có 25 chiếc nhưng mà được tặng luôn nguyên cái hộp, do là nhẫn lẻ chị bán rồi đó ha. Tiếp theo là đơn hàng của Hoàng Lê Bảo Anh, 224.000, gồm có cái tủ năm học 45.000, chibi hồng, đây là chibi hồng 16.000 đồng. Chibi hồng 16.000. Tiếp theo là bịch bé nhí thời trang 7.000 đồng. Đó, có gom luôn nha, có cục gom nè, cục gom mặt cười. Rồi một cái ba lô sọc kiểu mới 15.000 ha, bé nhí thì có 7.000 à, rất là dễ thương luôn. Hai bịch cát mỗi bịch là 10.000. 5 màu ha, 2.000 đồng một hũ. Tiếp theo thì là bịch kim tuyến nè, đây là bịch kim tuyến
5.000 đồng, bô ráp 5.000. Rồi đến là cái bé nhí nè ha, bé nhí nón len 8.000 đồng, có cái khuôn mặt rất là xinh luôn nha. Cuối cùng là bộ bếp nham 60.000 đồng, có thể nấu ăn thật lực luôn. Tiếp theo, Nguyễn Trí Phong ơi, đơn hàng 98.000. Wow, đó là một cái slam người tuyết nè ha, 20.000 đồng, đó là slam lỏng. Rồi có cái slam ngọc trai đó, trong cái hũ slam ngôi sao nè, các em thấy không? Đẹp ơi là đẹp luôn, hũ này thì 15.000, còn cái slam người tuyết này thì là 20.000 đồng nha. Tiếp đến là hộp kit làm lam 50. Và bây giờ là đơn hàng may mắn Lê Thị Bích Trâm 120.000 đồng. Đây là Wixi chị gửi tặng cho Bích Trâm nha. Xin chúc mừng Bích Trâm. Thì đầu tiên là Bích Trâm có đặt là bếp nhôm 60.000 đồng. Tiếp theo thì là bịch bô ráp 5.000 nè. Hai chai hương ha, hương sữa nè, hương dâu 10.000 một chai. Ba bịch tết xét 5.000 một bịch. Đó, màu rất là đẹp. Và bây giờ là đơn hàng của Bùi Phượng Như Hằng 284.000. Gồm có là 4 bộ đồ kiểu nha mấy em. Đây, một bộ chấm bi áo thun nè ha. Wow, bộ này là bộ đồ bếp nè, có quần chấm bi đỏ, áo xanh ha. Và cái này là cái tập về này nha, khi nào búp bê làm bếp thì mang vô nha. Còn đây là cái bộ quần jean và áo tím, áo rớt vai nè. Cái vải tím này thì nó hơi lấp lánh một chút, rất là đẹp. Wow, có bộ váy jean nè, váy ngắn. Và một cái áo này thì chị đã có mặc ở trong cái video mà chị giới thiệu á. Nhìn đơn giản như vậy nhưng mà cái bộ váy jean và áo này mặc vô á, nó rất là đẹp luôn á mấy em. Mỗi bộ là 35.000 nha. Tiếp đến là hai bịch móc, mỗi bịch là 3.000 đồng. Và tiểu thư, đây, tiểu thư là tóc vàng ha, váy trắng nè và có dù luôn, 47.000 nha, khuôn mặt xinh lắm. Rồi đến là chibi nam 20.000 đồng và bịch phụ kiện 5.000 đồng. Còn bây giờ giày nè 5.000, Wixi này thì là 18 và cái chai hương này thì là 10.000 ha. Ai ăn kem không? Trời ơi giống y luôn, kem hương dâu. Có hương dâu nè và có màu luôn nha. Màu này màu dâu nè nha, có hương nữa, tuyệt vời. Và bây giờ bé Phạm Yến Nhi, đơn hàng 80.000 đồng gồm có bộ kit làm lam 50.000 đồng. Tiếp đến là Phạm Thị Mỹ Ngọc 80.000 đồng, gồm có là bộ kit làm lam 50.000. Và tiếp theo là đơn hàng của Võ Thị Thùy Linh, đó các em là cái gì? Tèn tèn tèn, là một bộ kit làm lam luôn. Vậy là chúng ta có 3 đơn hàng liên tục, có 3 bộ kit làm lam luôn ha, mỗi bộ 50.000 đồng. Và bây giờ thì Ngọc Ánh ơi, đơn hàng 134.000. Đầu tiên là 3 slam shop, mỗi slam 5.000. Tiếp theo pum 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 30 kẹo nổ luôn, ăn thá hồ vui. Gồm có là ba vị coca này nha, các em cùng cộng nha, ba vị coca. Còn đây là vị táo, 2, 3, 4, 5, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 ha. Đếm lại lần nữa đây nè, 2, 4, 6, 8, 10 ha. Như vậy là 10, cái vị này là vị táo đỏ nè. Rồi đến là vị táo xanh thì là 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. 7 vị táo xanh với 3 là 10, 10 với 10 là 20. Như vậy thì đoán cái này là 10, đúng không ta? Xoài á, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ha. Như vậy là đủ 30 bịch kẹo nổ của em nha em. Ăn rất là vui luôn. Một cảm giác thật là tê tê, thật là phê phê nổ. Đã lắm. Tiếp theo thì là hai cái kính lớp nè, mỗi một cái như vậy thì là 5.000 đồng ha. Đó, chúng ta có thể phóng to mọi sự vật ra. Hai viên kẹo hamburger, mỗi viên 2.000 đồng và một cái ba lô theo 15.000 nha. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Thu Trang 133.000 đồng. Gồm có là bộ bếp nhôm 60.000 đồng nha. Rồi đến là cái nón 8.000 đồng. Nón von nè, có bông hoa và một viên đá lấp lánh. Wow, búp bê mắt đá 35.000, tóc màu tím nâu, bộ đồ bay ha, rất là sành điệu và đẹp luôn cô ấy, 35.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hồ Thị Mỹ Duyên 163.000. Đầu tiên sẽ là hai cây đất sét luôn, mỗi một cây như vậy là 12 cái màu ha. Hai cây thì là 24 màu đó. Mỗi một màu như vậy thì là 5.000 đồng ha, một cây 60, hai cây là 120 nha. Nó có thêm mấy cái này nữa nè để mình cắt vết xét á, chơi vui lắm.
Và tiếp theo là hai bịch borat, mỗi một bịch như vậy là 5.000 đồng. Phương Thị Bích Ngọc ơi, Phương Thị Bích Ngọc đơn hàng 139.000, gồm có hũ keo sữa 15.000, rồi lại thêm 3 hũ keo sữa nhỏ nữa nè, mỗi hũ 4.000. Wow, và còn có là hai chai màu nha. Hai chai màu này thì 4.000 một chai. Riêng chai này thì là chai hương. Chai hương này là chai hương 10.000 đồng, hương dâu. Bé Panda 25k. Bịch hạt xốp 9.000. Rồi tiếp theo đó thì là 5 cái đất sét, mỗi một cái như vậy thì là 5.000 đồng. Đó, 5 cái đất sét mỗi một cái là 5.000 đồng. Và bịch borat 5.000. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Mai Phương 212.000, gồm có bộ kit làm lam 50.000 đồng, rồi đến là hai viên kẹo Milocopi, mỗi một viên như vậy là 2.000 đồng. Tiếp theo nữa thì là kẹo hamburger 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10. 10 viên kẹo ha, mỗi viên 2.000. Tiếp đến là whisky kem 18.000 đồng và một cái whisky gấu panda 25.000. Rồi đến là hai bạn gấu nè, các em xem nha, hai slam gấu, hai cái slam cà phê và hai slam mặt cười, mỗi slam như vậy thì là 5.000 đồng nha. Đó. Nhìn cái mặt cười dễ thương quá đi. Mỗi cái 5.000 đồng. Wow, còn có cả bé nhí thời trang nữa nè, 7.000 đồng, chơi rất là vui nha. Cuối cùng thì là hai bịch hạt xốp, mỗi một bịch là 9.000 đồng đó mấy em. Coi nè, đó, hạt xốp rất là lung linh. Và bây giờ Phùng Tuệ Anh ơi, Phùng Tuệ Anh đơn hàng cuối cùng trong ngày, và đó là một đơn hàng siêu khủng luôn, 1.314.000 đồng. Và dĩ nhiên đơn hàng này là được miễn phí ship các em à. Các em cùng với chị cùng xem đơn hàng khủng của Phùng Tuệ Anh nha. Đầu tiên sẽ là 3 cái tủ hồng nha mấy em. Đó, có đến là 3 cái tủ hồng luôn. Các em hãy cùng xem nè, bên đây một cái, bên đây một cái là hai cái ha. Chúng ta sẽ cùng xếp nó lại nha. Một cái, hai cái chứ ha, đây là một nè, hai, ba, đúng không? Gồm có cái phần tủ ở phía trước, treo đồ nè, bàn trang điểm và mấy hộp kéo. Thì mỗi một cái tủ như vậy thì là nó sẽ là 62.000 đồng nha mấy em. Đây, nó có ánh đèn thôi chứ không phải là cái tối cái sáng nha. Tèn tèn. Còn đây thì là ba cái giường nha, mỗi một cái như vậy là 60.000 đồng nè mấy em. Đó, giường rất là mềm, rất là êm luôn nha. Tiếp theo thì là hai bộ kimono. Đây, mỗi một bộ kimono như vậy là 60.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Ê, có 50 lộn, kimono này kimono ngắn là 50.000 đồng nhưng mà rất là đẹp, lại có thêm mấy cái hạt kim sa nữa nha. Rồi đến là hai bộ kit làm lam, mỗi một bộ như vậy là 50.000 đồng. Và bốn bịch phụ kiện mới nè, mỗi một bịch như vậy là 5.000 đồng. Đó, trời ơi, có cái vòng cổ này rồi luôn nha. Rất là đẹp luôn á, 5.000 một bịch. Tiếp theo thì là bốn bịch giày ha, có giày thể thao rồi nữa nè. Đó thì mỗi một bịch như vậy thì là 5.000 đồng luôn nha. Và bây giờ thì là ba bộ áo dài. Wow, bộ thứ nhất là có hoa nè. Đó, bộ thứ nhất là có hoa. Đó, rất là đẹp. Rồi, bộ thứ hai thì là áo dài màu xanh ha, có hoa màu trắng. Wow, bộ thứ ba nè, cái màu mới dễ thương lắm nha. Các em thấy không? Nè, màu tím tím mộng mơ và có hình như là hoa hồng á. Đó, mỗi một bộ như vậy là 40.000 đồng nha. Rồi đến là ba bộ đồ học sinh. Đây, ba bộ đồ học sinh, mỗi một bộ 25.000, có váy luôn nha. Tèn tèn, trời ơi, cả một cửa hàng thời trang. Đây là ba cái bốn bộ đồ kiểu. Đó, bốn bộ đồ kiểu nha. Thì gồm có nè, cái váy này nè, váy jean mà có viền ren nè ha, áo xéo vạt luôn. Rồi ở đây ấy thì là cái áo này, rồi cái quần này là quần già, quần thun, cái áo tập, cái tập về ha, tập về khi nào nấu ăn thì mặc vô. Rồi cái đây thì cũng là cái váy jean luôn, nhưng mà là kiểu khác nha. Nè, váy jean này thì nó có ren, váy jean này thì xé tươi tươi cho nó bụi á. Này thì áo vàng xéo vai, còn này thì là áo hồng. Và bộ đồ tiên cá nha, mỗi bộ là 35.000. Còn đây là hai cái nón kiểu nè, thứ nhất là nón kim sa. Rồi đến là nón von nha, mỗi một nón là 8.000. Hai bịch móc, mỗi bịch 3.000.
Tiếp theo thì là ba cái nón lá luôn nha. Nãy là có ba cô áo dài cho nên là có ba cái nón lá, mà nón lá bốn khoanh. Mỗi một cái như vậy là 12.000 ha. Còn nón lá ba khoanh thì nó sẽ là nón lá mà ba khoanh á thì nó sẽ là 10.000 đồng. Đó, rất là đẹp luôn nha. Tiếp đến thì là 6 bịch tiền này mấy em. Mỗi một bịch như vậy á là đây, 6 bịch tiền ha. Mỗi một bịch như vậy nó là 2.000 đồng nha. Rồi đến là bịch tập sách, đây là bịch tập sách 12.000. Rồi ba cái cặp táp này mấy em, đây là ba cái cặp táp, mỗi một cái như vậy là 9.000 đồng ha, màu đen, màu nâu và màu đỏ. Còn bây giờ là ba bé nhí nón len, mỗi một bé như vậy thì là 8.000 đồng ha. Ba bé là bốn ba bé nè, đều rất là dễ thương luôn, như thiên thần vậy nha. Tiếp theo thì bạn này đặt là ba bộ đồ tiên cá nè, nhưng mà hồi nãy chị bóc lộn. À, thật ra là hồi nãy là bốn bộ đồ kiểu, là gồm có thêm là bộ đồ tím này nữa nè nha. Đó, gồm có thêm là bộ đồ tím này nữa là bộ đồ kiểu nè. Còn mà cái bộ đồ tiên cá này nè thì nó sẽ qua bên đây, như vậy là có ba tiên cá, đúng rồi nè ha. Tiên cá trắng nè, tiên cá kim tuyến nè. Đó. Và một tiên cá vàng nha, ba tiên cá và bốn đồ kiểu, mỗi bộ 35.000. Và tiếp theo thì là hai anh Ken tóc thật nha. Đây, anh thứ nhất là tóc đen nè, mặc áo số 1, màu trắng. Anh thứ hai là tóc vàng, mặc áo đỏ số 61. Và cô nàng mắt đá nữa. Đây, mắt đá mà tóc trắng hồng màu nâu ha, váy nâu. Ô trời ơi, bị cái gì rồi, để chị đổi lại cho em nha. Nè. Và đây, chị đã đổi lại cho nè ha. Đó là cái mặt đã sạch sẽ hơn nha. Rất là đẹp luôn, chỉ có 35.000 đồng. Và hai anh Ken nữa này nha. Mỗi một anh là 50 da tóc thật, nhưng mà là đi chơi thể thao ngoài bãi biển cho nên là không có mang dép. Đó, còn mắt đá thì đi dạ hội. Và đơn hàng này cũng là đơn hàng kết thúc video ngày hôm nay. Thôi ấy, chào tạm biệt các em. Chúc các em thật nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn và học thật giỏi, được ba mẹ yêu thương, mọi người quý mến. Đặc biệt là hãy nhớ tham gia mini game bằng cách bấm đăng ký, có mini game mỗi ngày luôn. Hãy nhớ bình luận thật rảnh thì chúng ta có thể lên bình luận một cái, để cho cái bình luận của mình rủi lúc đó là ngay lúc chị xuất hiện thì các em sẽ là người có duyên với chị và sẽ được tặng mini game, tặng quà mini game. Nhớ nha, ai là người bình luận sau cùng, bình luận ngày hôm nay đó là bình luận về tên của một ca sĩ nổi tiếng kèm theo số điện thoại của mình, và ai là bình luận sau cùng trúng với lúc mà gặp chị thì người đó sẽ là người trúng mini game. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các em ở video sau.